Xin chào các bạn, Hà rất vui mừng khi ở đây để được chia sẻ với các bạn những câu chuyện và những cuốn sách vô cùng thú vị. Ngày hôm nay, Hà sẽ tặng cho các bạn được ngắm nhìn một cái cây rất là xinh xắn, rất đáng yêu. Hà đang chăm sóc nó, đang tỉa tót cho chiếc cây, đang xem mà chúng ngày hôm nay chúng lớn được ra sao. Bởi vì ngày đầu tiên khi mà Hà nhận được cái cây này, nó có chừng ngày này thôi. Sau đó thì qua thời gian, nó được chăm sóc và lớn như thế này đấy. Trông nó rất tuyệt đúng không? Rất nhiều các cây lá xanh, những các cây lá vàng úa và khô như thế này thì Hà cũng đã loại bỏ đi rồi. Và bỗng dưng Hà nhớ tới về hành trình trong cái cuộc hôn nhân của mình. Có đôi khi thì Hà thấy chung chênh, thấy mỏi mệt, có hẳn cả những cái giai đoạn cảm thấy chán ghét cái cuộc sống này. Không hiểu là lý do tại sao, ngay từ ngày đầu chúng ta đến với nhau rất là hạnh phúc, rồi qua 5 tháng thì tình yêu ấy liệu nó có thay đổi không? Liệu nó có bị bào mòn đi không? Thế nhưng mà Hà cảm thấy cô đơn, đôi khi còn cảm thấy rất buồn chán nữa. Tự thấy mình dường như chẳng hiểu mình và cũng chẳng hiểu gì đối phương của mình vậy. Thế rồi một ngày khi mà Hà thực sự tính lại tâm của mình, Hà cảm thấy có một điều vô cùng thú vị rằng cây cũng như vậy. Ngày Hà mang nó về nó cũng bé như thế này, thế rồi bây giờ nó lớn lên, nó vẫn là nó không hề thay đổi, bởi vì nó vẫn là một cái cây, nó vẫn đang sống, đang rất tươi tốt. Chỉ có điều là qua 5 tháng thì nó buộc phải trưởng thành, phải lớn hơn mà thôi. Cuộc sống hôn nhân cũng vậy, và các mối quan hệ xung quanh chúng ta cũng vậy. Cũng có thăng, cũng có trầm, cũng có hạnh phúc, cũng có những nỗi buồn, cũng có những giây phút cảm thấy chênh chao, cũng có những lo lắng, cũng có những trở trăn và có rất nhiều những thắc mắc khác nữa. Đôi khi thì chúng ta chia tay một ai đó, chúng ta rời bỏ một ai đó, không phải vì chúng ta hết yêu, vẫn còn yêu. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao chúng ta vẫn cứ chia tay họ. Chúng ta nói một câu rằng không hợp. Không hợp là xong. Không hợp là chúng ta sẽ có thể rời bỏ nhau. Không hợp có nghĩa là chúng ta được phép để lại cho họ, để lại họ, và chúng ta đi con đường của chúng ta. Và cho đến khi mà Hà đọc xong cái cuốn sách 5 ngôn ngữ yêu thương thì Hà mới chợt nhận ra rằng không có một ai trong cuộc đời này rất là hợp nhau, có thể đi được bên nhau suốt cuộc đời này. Chỉ là họ hiểu được đối phương của mình cần gì, yêu thương ra sao. Tức là mình trao cho họ những thứ họ cần, và mình cũng nhận được những thứ mà mình cần từ đối phương, từ những người thân yêu của mình. Thì bỗng dưng mối quan hệ ấy trở nên tốt đẹp hơn, bỗng dưng mối quan hệ đấy trở nên gần gũi, thân thiết, gắn bó với mình hơn. Thay vì là chúng ta cứ cho, ngày hôm nay bạn cho đi rất nhiều, nhưng đổi lại rằng một ngày nào đó mà người bạn đời của bạn vẫn làm những việc mà phía sau của bạn cảm thấy rất buồn chán, bạn không ngờ đến luôn. Trong cuốn sách này thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ 5 điều, 5 cái ngôn ngữ yêu thương mà chúng ta có thể trao tặng cho người bạn đời, hay là tất cả những người mà chúng ta thân thương, cho những mối quan hệ của chúng ta, và chúng ta có thể áp dụng được nó tức thì. Nghĩa là gì? Nguyên tắc đầu tiên hay là ngôn ngữ đầu tiên mà chúng ta cần nhắc đến, được nhắc đến, đó chính là nói những lời yêu thương, hay còn gọi là ái ngữ, với những đối phương, với những người bạn đời. Người ta thích được nghe cái ngôn ngữ là nhẹ nhàng này, ngọt ngào này, tình cảm này, rồi có một chút gì đấy rất lãng mạn này, thì bạn hoàn toàn có thể dùng những từ như là anh rất nhớ em, anh yêu em, anh thương em, hay đại loại là những câu như vậy, là những câu ái ngữ đó. Thì với họ đó là tất cả những gì mà họ muốn, và lúc này bạn sẽ là số 1 trong trái tim của họ. Có rất nhiều người phụ nữ thích và nằm trong số những cái vùng ngôn ngữ yêu thương này.
đàn ông thì sẽ có nhưng mà không quá nhiều, và cái cách thể hiện của họ sẽ khác nhau. Trong cuộc sống hôn nhân, nếu như chúng ta để ý và chúng ta nhìn thấy rằng người bạn đời của mình nằm ở trong những ngôn ngữ nào, sau đây thì chúng ta sẽ biết cách trao gửi tới người đó. Phần ngôn ngữ thứ hai đó chính là dành cho nhau cái thời gian chất lượng nhất. Có nghĩa là khi bạn và cái người bạn thương, người bạn đời của bạn ở bên nhau thì những việc khác được xếp lại, được tạm hoãn lại, để nó lại phía sau. Chứ không phải rằng bạn đang ngồi trò chuyện với nhau, thế nhưng có vô số những việc khác nó đang xen, như là đi chơi này, rồi người bạn này gọi này, người kia gọi và họ bỏ đi. Bởi vì trong cuộc sống ngày nay thì chúng ta có vô số là nhiều việc, dường như chúng ta rất bận rộn, thời gian chúng ta dành cho nhau cũng ít hơn. Cho nên bạn sẽ lên tìm hiểu xem cái ngôn ngữ của người bạn đời của bạn, ví dụ như chồng của bạn, vợ của bạn, anh ấy có dành cho bạn những cái thời gian chất lượng quá tuyệt vời và yêu thương ấy, thì bạn sẽ hiểu được anh ấy đang rất yêu bạn. Ngôn ngữ thứ ba chúng ta có thể đề cập đến đó chính là hành động. Hành động là một trong những cái ngôn ngữ yêu thương của khá nhiều người đàn ông, mà người ta nghĩ rằng là đó mới là cái ngôn ngữ mà họ thể hiện cho người bạn đời. Ví dụ như bạn đã lập gia đình thì người bạn đời của bạn nó có thể là giúp bạn chăm sóc con cái, có thể là chia sẻ công việc nhà với bạn, hay đơn giản rằng anh đấy ngày hôm nay anh ấy có thể làm một cái phần việc gì đó cho bạn, để chỉ để cho bạn nghỉ ngơi. Ví dụ như là anh ấy có thể chuẩn bị một bữa trưa hay một bữa tối, và việc của bạn là làm những việc bạn thích, đọc sách, chăm cây như thế này. Đó là điều rất tuyệt vời, có đúng không ạ? Ai cũng mong những điều đó. Và hãy lắng nghe rất kỹ những ngôn ngữ yêu thương của người xung quanh mình. Từ ấy nó sẽ rất dễ dàng. Ngôn ngữ thứ tư đó chính là gì ạ? Là những món quà. Ví dụ như cây xanh này, bản thân Hà có được, nó là một món quà. Rất thích luôn. Thích là vì được tặng quà này, thích vì được ngày ngày chăm sóc chúng và nhìn thấy sự trưởng thành, phát triển của chúng. Nhìn thấy nó lớn lên từng ngày, cây của nó, thân của nó dài ra, và nhìn thấy cả những chiếc lá như thế này nó rụng ra, và mình nghiệm ra rằng mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay. Mình chấp nhận điều đấy và mình lại nhìn vào những chiếc lá còn đang rất xanh và những chiếc lá còn rất non, để chúng ta biết rằng chúng ta cần cố gắng rất nhiều. Có nhiều người thì người ta rất thích tặng quà, hoặc là thích rất thích nhận quà ấy, và họ cảm thấy rằng là như vậy là mình được yêu thương lắm. Dù món quà đấy có thể là lớn lao hay là nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà họ thích được cái điều đó. Giả sử như là bạn là người bạn gái của cậu có thể rất là thích cái việc là viết lách, thì bạn có hoàn toàn có thể tặng cho họ những cuốn sách này, những cái sổ, cuốn sổ này, rồi bút này, họ rất là thích đó. Cái món quà không nhất thiết phải to đâu. Rồi ngôn ngữ thứ năm đó chính là cử chỉ yêu thương. Cử chỉ yêu thương, những cái hành động và những cái cử chỉ mà âu yếm yêu thương lẫn nhau thì rất là có, đơn giản lắm, như là một nụ cười, như một cái bắt tay với vợ chồng, như là một cái ôm, một nụ hôn. Nếu mà để ấn tượng nhất thì có lẽ rằng cái ôm từ phía sau là một điều vô cùng bất ngờ, rất ngọt ngào. Bạn hãy khám phá điều ấy. Nhưng hãy nhớ rằng đối phương của bạn phải là người nằm ở trong cái vùng ngôn ngữ yêu thương này thì họ mới thích. Và có một điều thú vị rằng hầu như tất cả chúng ta đều thích cái ngôn ngữ yêu thương là âu yếm, những cái cử chỉ này. Và riêng với bản thân Hà, trong cuộc sống hôn nhân thì mình và ông xã sẽ có những cái ngôn ngữ yêu thương hợp nhau, nhưng cũng có những cái ngôn ngữ yêu thương rất là khác nhau. Cái điểm hợp nhau đầu tiên đó chính là hai người đều rất thích nói những cái lời yêu, lời nhẹ nhàng, lời yêu thương với nhau. Ví dụ như rằng là
trong cái việc cư xử với nhau hàng ngày thì chúng tôi đang ngầm định rằng dù chuyện gì có to tát đến đâu đi nữa thì cứ từ từ dùng những cái ngôn ngữ nhẹ nhàng nhất có thể để nói cho nhau nghe. Còn ngoài ra thì có thể là sẽ nhắn tin, cũng có thể nói một vài lời nhẹ nhàng như yêu thương. Đó, đó cũng là một trong những cái ngôn ngữ yêu thương rất là chung. Ngoài ra thì sẽ có những ngôn ngữ yêu thương khác. Ví dụ như là bản thân Hà thì thích được tặng quà này, hay là còn anh ấy thì thích là thể hiện bằng hành động. Có những các cái nó khá là khác nhau. Thế nhưng khi mình hiểu người ấy, mình hiểu rằng là cái ngôn ngữ yêu thương của họ là như vậy, thì mình sẽ biết được mình thích điều này cơ, nhưng cái cách họ yêu thương của mình là khác một chút. Mặc dù chúng ta đã có những cái ngôn ngữ yêu thương chung với nhau rồi thì mình rất dễ cảm thông cho người ấy. Và đây cũng là một món quà mà người ấy tặng cho mình, đơn giản có đúng không? Mình rất là đáng yêu. Căn phòng nào trên trong cái ngôi nhà của mình hầu như đều có màu xanh, hầu như đều có một cái góc gì đấy rất riêng, theo một cái phong cách mà nó đơn giản lắm, nó rất là gần gũi. Và hầu như rằng đó là những món quà mà anh ấy tặng mình. Mình có một cái gợi ý rất là riêng tư rằng khi mà mình quan sát, mình thấy cái ngôn ngữ yêu thương của người bạn đời mình thích điều này, mình hãy trao tặng cho anh đấy. Thế nhưng mà với mình á, mình thích được tặng quà, nhưng có vẻ như anh ấy hơi khô khan, anh ấy chưa có biết tặng món quà, thì mình có thể gợi ý, mình gợi ý cho anh đấy để dần dần anh ấy hiểu rằng với cái ngôn ngữ này này thì người vợ của mình rất là thích. Chứ chúng ta đừng nên cất giữ nó ở trong lòng, để một mai rằng chúng ta không có cái cơ hội nào, rồi chúng ta lại xoay sang là trách sao anh không hiểu. Đôi khi chúng ta nói chúng ta còn gây ra sự hiểu lầm, huống chi rằng chúng ta im lặng. Thử hỏi xem đối phương của chúng ta bận rộn như vậy, họ đâu có thời gian để mà xem chúng ta lũng lịu, chúng ta hờn giận ra sao và chúng ta thích điều gì. Tại sao chúng ta không tự chủ động nói những cái lời yêu thương và hướng người ta tới những cái ngôn ngữ mà mình thích, có đúng không? Bây giờ đã đến lúc Hà gửi tới các bạn lời chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Xin tặng bạn cây. Rất là tuyệt vời đúng không?